Chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu camera thông dụng giá rẻ mà xài cực kỳ bền, cực kỳ chất lượng. Đó là dòng KB Vision CVI. Cái con camera này có model là KX2121S4, có độ phân giải là 2 megapixel và hoàn toàn nó là bằng kim loại. Đây là con thường được anh em kỹ thuật gắn ở ngoài trời, nhưng mà lắp đặt ở trong nhà cũng có thể được, tại vì tính thẩm mỹ của nó rất là cao. Camera của nó rất là thon và gọn, nên các bạn có thể tùy theo cái góc cạnh ở ngôi nhà của mình thì mình chọn cái con camera phù hợp cái nơi đó để gắn cho camera nhà mình nó đẹp hơn và góc nhìn nó chuẩn xác hơn nhé. Thì cái con camera này ấy, khi mà các bạn nhìn vào ấy, nó có tính thẩm mỹ rất là cao, do là nó nhỏ gọn và nhìn nó rất là hiện đại. Nhưng khi mà gắn lên ngôi nhà của bạn thì các bạn thấy rất là đẹp. Và con camera thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là con dôm. Thường cái con dôm này thì được lắp đặt ở trong nhà vì nó nhỏ gọn và nó không có chiếm diện tích, cái diện tích của khung hình, và nó có gọi là khung hình, nó có cái độ tầm nhìn của nó xa và nhìn góc nhìn của nó lớn hơn. Chọn con dôm ở trong nhà của mình rất là tốt, thường là được lắp ở trong nhà bằng con dôm này, nó đẹp hơn nữa. Còn cái con thân vừa rồi thường thì người ta lắp ở ngoài trời là nhiều, nó chịu nắng chịu mưa được, hoàn toàn nó bằng gọt kim loại. Và con camera thứ ba như muốn giới thiệu cho các bạn đó là con KB Vision luôn, nhưng mà nó có thêm chức năng đó là mic và ghi âm. Tùy theo cái nhu cầu của các bạn mà các bạn có thể chọn cái camera có những cái chức năng để đáp ứng cái nhu cầu cho các bạn. Có những người có cái công việc của người ta cần phải để ghi âm, cần để nghe giọng nói, thì con camera này sẽ đáp ứng được điều đó. Nó hoàn toàn bằng kim loại luôn nhá, cầm nó rất là chắc và nặng tay. Nó cũng thuộc dòng CVI, thương hiệu KB Vision, nhưng mà trên cái dòng dây này nó có tích hợp cả mic cả ghi âm, nên cái giá của nó cũng sẽ nhỉnh hơn cái con kia một chút. Thường ấy, lắp đặt một trọn bộ người ta sẽ chọn cho các bạn con camera thông thường, chỉ khi nào các bạn có cái nhu cầu khác ấy, các bạn nói với những người mà lắp đặt camera cho mình ấy, thì người ta sẽ chọn cho mình một cái con camera lắp đặt phù hợp với bạn, cái nhu cầu của bạn mong muốn. Cái con camera này thường bên như sẽ chọn cho các bạn là con camera kim loại dôm. Cái dòng này là có model là C2004C. Nếu mà các bạn có bất cứ một cái thắc mắc gì để tư vấn về lắp đặt camera hoặc là mua để về lắp đặt đấy, giá sỉ, thì các bạn có thể liên hệ với Như. Như sẽ tư vấn cho các bạn cái dòng camera tốt nhất và giá rẻ nhất cho các bạn nhé. Và cái camera thứ tư mà Như muốn nói với các bạn đó là camera của dòng IB. Cái giá của con camera IB này, giá của nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với cái dòng CVI, vì cái chất lượng của nó hoàn toàn gấp đôi so với CVI. Và cả cái độ nét và cái hình ảnh của nó nữa luôn luôn mượt mà và đẹp hơn rất là nhiều so với dòng CVI. Giá của nó cũng nhỉnh gấp đôi so với CVI luôn. Thường cái con KB Vision IB này ấy, là dòng IB, thì buộc chúng ta sẽ phải chọn đầu IB đi kèm với camera này. Đầu thu của nó cũng không quá cao, nhưng mà riêng cái camera thì nó rất là cao. Và camera IB này thường người ta phải chọn đi cáp mạng và dây điện, nó hoàn toàn không có đi như cáp đồng trục hoặc là cáp liền nguồn như cái con CVI kia. Và cái độ nét của nó rất là cao nhé các bạn. Hoàn toàn vỏ ngoài của nó bằng kim loại, nó thích hợp lắp ở ngoài trời. Ở trời ngoài trời hoặc ở trong xưởng chúng ta cũng có thể lắp được cái con này được, vì cái tính nó rất là nhỏ gọn và cái tầm nhìn nó xa, nên các bạn cũng có thể chọn nó được. Với cả cái con camera này ấy, người ta thích là do cái độ nét của nó rất là cao. Những cái gia đình mà người ta ở biệt thự ấy, gia đình mà người ta thích xài IB và người ta có tiền một chút, người ta sẽ chọn cái dòng IB này. Nó sẽ phục vụ đúng cái nhu cầu người ta cần. Thật ra thì con camera nào cũng được, quan trọng là nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu quan sát của các bạn, và tùy theo cái nhu cầu của các bạn lắp ở vị trí nào và những cần những chức năng nào. Ví dụ như các bạn có thể lắp đặt ở những cái vị trí khác nhau, có thể nghe được, ghi âm được, thì chúng ta sẽ chọn con camera có chức năng ghi âm và mic.
Con camera mà ở nơi tối mà nó không có nhìn màu mà các bạn muốn nhìn màu của nó thì các bạn có thể chọn những con camera full color ban đêm có màu. Đấy, đây cũng là một số dòng camera wifi bên Như lắp đặt nữa, thì các bạn có thể tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này nhé.